Thế kỷ 20 là thế kỷ của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhiều nước trên thế giới. Trong dòng thác nhân loại bị áp bức đứng lên chống đế quốc giành quyền độc lập, Việt Nam nổi lên là ngọn cờ đầu với những chiến công đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Đường Trường Chinh nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập tự do thấm bao xương máu đồng bào chiến sĩ và ghi nhớ bao công lao của các thế hệ từng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đó có người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Là một trí thức sớm đi theo đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp là người được Bác Hồ trực tiếp giao nhiệm vụ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngọn nguồn của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ đứng trước kẻ thù xâm lược với đội quân nhà Nghề đông gấp vạn lần, vũ khí hiện đại. Vậy mà tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh và sức mạnh quật khởi của dân tộc, đội Việt Nam giải phóng quân đã thề đánh thắng giặc để giành lại độc lập tự do. Niềm tin ấy thành sự thật, càng đánh quân đội ta càng lớn mạnh, càng trưởng thành. Vì tổng chỉ huy của đội quân trăm trận trăm thắng, lần lượt chôn vùi cơ mưu của biết bao danh tướng của cả Pháp lẫn Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy tiêu biểu của quân đội ta suốt nửa thế kỷ chiến đấu. Tên tuổi của đại tướng vang theo những chiến công hiển hách của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến, không chỉ được nhân dân nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc hô vang Việt Nam Hồ Chí Minh Giáp Giáp, mà được ghi trong nhiều trang sách. Từ điển Bách khoa nước Anh mới xuất bản có chuyên mục giới thiệu Võ Nguyên Giáp, xếp ông vào hàng danh tướng kiệt xuất của mọi thời đại. Với cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta, vị đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp từ lâu vẫn là người anh cả thân thương của lực lượng vũ trang. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc chính phủ Pháp phải ký kết hiệp nghị Geneva về Đông Dương. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, nửa đất nước phía bờ Bắc sông Bến Hải được hòa bình, bước vào chặng đường mới khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, xóa bỏ nghèo nàn lạc hậu, để dân ta có cơm ăn áo mặc, được học hành như ước mong giản dị của Bác Hồ. Trong không khí lao động như ngày hội để đổi đời, ở đâu trên đồng ruộng, công nông trường, xí nghiệp cũng có các anh bộ đội vừa trở về sau trận mạc. Lặng sâu trong tình cảm của mỗi người lao động trên miền Bắc bấy giờ, có một miền Nam yêu thương đi trước về sau. Vì thế, mỗi thành quả lao động trên đất Bắc đều gắn với một dòng tên: vì miền Nam ruột thịt. Được sự giáo dục của Đảng, mọi người đều nhận rõ miền Bắc được giải phóng là căn cứ địa chung của cách mạng cả nước. Sự vững mạnh của miền Bắc là nhân tố quyết định nhất đối với thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam. Vừa bước vào xây dựng hòa bình, quân và dân miền Bắc đã lo chuẩn bị làm hậu phương vững vàng, thủy chung với tiền tuyến. Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng tôi qua cái chỉ đạo gián tiếp vì ở xa, nhưng mà luôn luôn là phục tùng và rất kính trọng. Mặc dù chưa gặp mặt lần nào, nhưng mà tình cảm đối với thủ trưởng rất là dồi dào. Khi 54 tôi tập kết trên miền Bắc, nhiều vấn đề chính sách còn rất là phức tạp, mà trong Nam này chưa làm được và cũng có cái chưa biết được để mà làm. Thế nên tồn ứ động thì các công việc về chính sách đó, Bộ Quốc phòng, mà tôi nói Bộ phòng đây là nói trực tiếp đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
giải quyết rất là tốt. Khi cách mạng của chúng ta giành thắng lợi một nửa nước, nhiệm vụ cách mạng có hai chiến lược: miền Bắc phải xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội chính quy từng bước hiện đại; miền Nam phải tiếp tục đấu tranh để giải phóng miền Nam và thống nhất Tổ quốc. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Trung ương Đảng, Hồ Chủ tịch, Quân ủy Trung ương và Chính phủ vào thăm Liên Khu 4. Từ đó tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch trong năm 1957. Sau khi chuẩn bị báo cáo trực tiếp, đồng chí Võ Nguyên Giáp thông qua và chỉ thị cho tôi đến báo cáo với Hồ Chủ tịch. Tôi trình bày toàn bộ kế hoạch xây dựng 35 nông trường quốc doanh, 5 đồi đánh cá bờ biển và 2 cái lò cao, đưa 4 vạn quân ra làm kinh tế. Hồ Chủ tịch rất chăm chú theo dõi và hỏi tôi những vấn đề. Sau đó bác nói bác đồng tình với kế hoạch của quân ủy Trung ương. Trong lúc miền Bắc hồ hởi, mỗi người làm việc bằng hai, thì ở bờ nam sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời, máu và nước mắt của đồng bào vẫn chảy. Mỹ thế chân Pháp, dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm phản động và hiếu chiến, trắng trợn hò hét lấp sông Bến Hải, bắc tiến. Cùng với vũ khí, cố vấn quân sự Mỹ đổ vào miền Nam, xây dựng, huấn luyện ngụy quân cầm súng bắn vào khát vọng thống nhất đất nước của nhân dân ta theo Hiệp định Geneva. Vũ khí Mỹ trong tay, ngụy quân mở những cuộc càn quét đẫm máu, trả thù người kháng chiến cũ, biến miền Nam thành nhà tù và trại lính. Đầu năm 1959, Nghị quyết 15 ra đời. Nghị quyết xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là dùng bạo lực, dựa vào lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang đánh đổ đế quốc và phong kiến, dựng lên chính quyền cách mạng của nhân dân. Tiếp theo nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam, Đại hội đã vạch rõ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc, 5 năm xây dựng nền kinh tế tự chủ với khẩu hiệu tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời tạo ra chỗ dựa vững chắc cho cách mạng miền Nam tiến lên đánh đuổi xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Để lãnh đạo cuộc đấu tranh đã chuyển sang thế và lực mới, Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời do luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của mặt trận, phong trào cách mạng phát triển ở cả nông thôn và thành thị. Lực lượng cách mạng lớn mạnh, đội quân chủ lực nòng cốt của phong trào du kích chiến tranh có mặt trên khắp các mặt trận. Những trận tiến công chính trị và quân sự nổ ra liên tiếp đã ném quốc sách ấp chiến lược vào sọt rác. Xin nhớ lại rằng, hai bờ con sông Bến Hải, giới tuyến quân sự tạm thời chỉ cách nhau một tiếng gọi đò. Nay hai bờ là trận địa đối đầu quân sự. Để hậu phương đến với tiền tuyến, đảng ta đã hạ quyết tâm mở đường chi viện chiến lược trên dải Trường Sơn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hết sức quan tâm chỉ đạo việc khai phá và mở rộng con đường chiến lược này. Đầu cuộc kháng chiến lần thứ nhất, đại tướng là người tham gia tổ chức những đội quân nam tiến. Thực hiện quyết tâm của đảng, đại tướng quan tâm đặc biệt dành nhiều thời gian và công sức chỉ đạo việc mở đường chiến lược Trường Sơn, nối liền hậu phương và tiền tuyến. Từ hơn 400 chiến sĩ do đồng chí Võ Bẩm dẫn lối, thầm lặng và gan góc mở đường qua bao núi cao vực thẳm. Chẳng bao lâu đã có hàng chục vạn thanh niên đến với Trường Sơn, biến đường thượng đạo qua dòng sông chảy ngược ra mặt trận. Được có mặt trong đội quân sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước là niềm tự hào của hàng triệu thanh niên miền Bắc. Song song với đường Hồ Chí Minh trên Trường Sơn, ta đã táo bạo mở đường biển cho những con tàu không số dũng cảm mưu trí đưa vũ khí từ miền Bắc vào miền Nam, tiếp sức kịp thời cho cuộc chiến đấu. Trong nhiều năm chiến tranh, đất nước như con tàu chạy trên đôi ray thượng đạo và thủy đạo, nối liền hậu phương với tiền tuyến. Đồng chí một là thường trưởng giỏi nhất của cái đoàn tàu đấy, trong cái nhóm đẹp đó.
là thượng trưởng, đồng chí Bông Dân Dĩa là chính trị viên, đồng chí Sao cũng là thái tử mắt giỏi nhất trong nhóm đó. Dự kiến đi 7 ngày tới Cà Mau. 20 ngày sau thì tôi vô giao ban gặp anh. Ngày đó là ngày anh đôn ra báo cáo về tình hình khu 5. Anh gặp tôi hỏi, tôi gặp ông đâu á? Tới rồi hả? Nghĩa là anh hỏi công khai hả? Tới rồi hả? Tôi dạ tới, tôi đưa điện anh xem. Xem điện rồi anh bằng thật làm thinh khoảng gần 100 phút. Anh khóc, nghĩa là mừng quá, xúc động quá vì cái tình cảm đối với miền Nam của con người của anh nó thể hiện rất là rõ. Cho nên tôi cũng bắt chước, tôi khóc theo tôi. Khi mà Bác Hồ đến động viên để cho một số tướng lĩnh đi vào quê đấy, thì cuối đầu tháng 11 đó, đại tướng gọi tôi xuống Đồ Sơn là cái nơi nghỉ mát và có giao nhiệm vụ cho tôi là vào trong đó. Thì ông bảo là vào Đông Nam Bộ. Tôi bảo ấy, tôi đánh rừng cơ mà, sao lại lao vào đồng bằng thế? Ông bảo ôi giời, cậu là không có hiểu miền Đông Nam Bộ rừng ghê lắm, và lấy tha hồ mà anh múa. Thế đại tướng dặn bảo bây giờ là cần xây dựng chủ lực. Anh đã là trung đoàn trưởng chủ lực rồi, phụ trách 10 năm xây dựng huấn luyện đại đoàn 312 đấy. Anh rất nhiều kinh nghiệm về huấn luyện và chiến đấu. Cho nên anh vào trong đó là anh phải giữ đoàn kết cùng với anh em vào trong đó đấy, mà xây dựng cái đơn vị chủ lực để đánh thắng cái chiến tranh đặc biệt. Mà nếu chiến tranh đặc biệt thì chưa chịu mà nó mở ra cái gì nữa thì mình đánh tiếp. Được sự chi viện kịp thời của hậu phương miền Bắc, quân và dân miền Nam có điều kiện mở những cuộc tiến công quy mô ngày càng lớn, giành nhiều chiến thắng vang dội như ấp Bắc, Bình Giả, Đồng Xoài, lần lượt đánh bại các chiến thuật trực thăng dận và thiết xa dận, tiêu diệt từng chiến đoàn, từng chi khu quân sự, đặt quân ngụy trước nguy cơ bị tiêu diệt và tan rã từng mảng lớn. Lần đầu tiên ta tổ chức một chiến dịch trên một địa bàn rộng lớn đã phát huy có hiệu quả quả đấm thủ lực bên cạnh hoạt động của bộ đội địa phương và du kích. Đánh điểm, diệt diện, diệt gọn từng đơn vị cấp tiểu đoàn, chi khu, bắn rớt hàng trăm máy bay chở quân, làm phá sản chiến thuật trực thăng dận. Với thắng lợi to lớn ấy, ta có thể nhận định, với trận ấp Bắc năm 1963, Mỹ thấy khó thắng ta. Với trận Bình Giả năm nay, Mỹ sẽ thấy thua ta. Trong dịp này, Bác Hồ kính yêu đã gửi thơ chúc mừng và động viên. Thành đồng trống thắng lay lầu trắng, Điện Biên Mỹ chẳng phải chờ lâu. Giờ cáo chung của cái gọi là chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ đã điểm. Bao nhiêu tướng tá cố vấn quân sự Mỹ ở miền Nam tiêu nghỉu lắc đầu ngao ngán. Nhưng với bản chất hiếu chiến, Tổng thống Mỹ và giới cầm quyền Tòa Nhà Trắng quyết định đưa quân ồ ạt sang trực tiếp tham chiến ở Việt Nam. Dựa vào thế trận của chiến tranh nhân dân, quán triệt tư tưởng chiến lược tiến công của chiến tranh cách mạng, các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam đã không bị động phòng ngự mà chủ động tiến công vào quân đội Mỹ, đánh cho chúng những đòn phủ đầu choáng váng ở Núi Thành, Vạn Tường, Pleimer, Đất Quốc, Bầu Bàng, Dầu Tiếng, vân vân. Những chiến công vang dội đó đã củng cố niềm tin đánh thắng quân Mỹ, mở ra phong trào tìm Mỹ mà diệt, nắm thắt lưng Mỹ mà đánh trong các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Để hạn chế chỗ mạnh và khoét sâu chỗ yếu của quân đội Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đề ra mục tiêu tiêu diệt sinh lực địch đi đôi với phá hủy phương tiện chiến tranh và cơ sở hậu cần của chúng. Không chỉ đánh địch ở trước mặt mà phải đánh cả sau lưng, vào sân bay, hải cảng, kho tàng, hậu cứ, vân vân. Ông đánh giá cao vai trò của lực lượng biệt động, đặc công và đề nghị xây dựng thành một binh chủng, một lực lượng đột kích quan trọng trong biên chế của lực lượng vũ trang nhân dân ta. Là năm tháng 3, 19 tháng 3 năm 1968, 67, nghĩa là trước khi đi vào Bộ Thân, cái binh chủng này sẽ là đánh ở Bộ Thân, phát huy cái binh chủng này ở Bộ Thân. Bác Hồ này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trực tiếp tới tuyên bố cái thành lập binh chủng
và theo dõi binh chủng. Tôi cho đó là cái vinh dự rất đặc biệt đối với binh chủng đặc công. Cho nên được bước bằng mẫu thân được và anh em đã được binh chủng rồi, phấn khởi vô cùng. Cuộc tấn công Mậu Thân năm 1968, quân và dân ta bất ngờ đánh vào các sào huyệt của Mỹ ngụy ở tất cả thành phố, thị xã toàn miền Nam, đã giành thắng lợi lớn, làm nhục ý chí xâm lược của giặc Mỹ, diệt nhiều sinh lực địch, làm cho đội quân Mỹ càng thêm rệu rã. Đây là trận tấn công biểu dương lực lượng cách mạng, một cuộc tổng diễn tập ngày hôm trước của cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 toàn thắng sau này. Bị thất bại ở chiến trường miền Nam, Mỹ mở rộng chiến tranh bằng không quân đánh phá miền Bắc, dội bom xuống các thành phố lớn và các khu công nghiệp, hệ thống giao thông và khu dân cư. Phát triển đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng trong hoàn cảnh mới, cùng với quân ủy Trung ương, Đại tướng chỉ đạo toàn quân trên miền Bắc tiến hành một cuộc chiến tranh nhân dân đất đối không và chiến tranh nhân dân trên chiến trường sông biển. Lực lượng phòng không được khẩn trương xây dựng trong cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, lấy quân chủng phòng không không quân làm nòng cốt. Lực lượng của toàn dân, già trẻ, gái trai đã được huy động với khẩu hiệu toàn dân vừa sản xuất vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ miền Bắc và chi viện cho miền Nam ruột thịt. Những ngày đêm chống chiến tranh phá hoại là những ngày đêm từ tướng lĩnh đến binh sĩ, các nhà khoa học đến với các trận địa phòng không để vừa đánh vừa nghiên cứu tìm cách đánh thắng vũ khí kỹ thuật hiện đại của Mỹ. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thường xuyên gắn bó, động viên quân dân vượt qua thử thách để chiến thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì hết sức quan tâm chỉ đạo việc xây dựng và chiến đấu của không quân. Không quân ta lấy ít đánh đông, lấy yếu đánh mạnh, cho nên hết sức coi trọng yếu tố bí mật, bất ngờ và tổ chức nghi binh. Lời dạy đó của đại tướng thì trở thành phương châm xây dựng và chiến đấu của không quân, được phổ biến đến tận cán bộ và chiến sĩ, cho nên dấy lên cái phong trào tư duy sáng tạo, kể cả lực lượng trên không cũng như lực lượng ở dưới mặt đất. Đến ngày 22 tháng 11 năm 1972, hai tiểu đoàn tên lửa đứng ở Nghệ An bắn rơi trước B-52 đầu tiên, nhưng mà nó nổ rơi cách xa cái trận địa bắn của ta là 200 cây số. Thế thằng Mỹ nó bị chất vấn là B-52 của nó rơi ở Thái Lan, vậy thì MiG hay là Sam bắn rơi? Thì nó có một cái đoàn đi kiểm tra, cuối cùng nó kết luận là do MiG ta bắn rơi. Nhưng mà chúng tôi mừng quá, mừng ở cái chỗ là gì, hoàn toàn không có một chiếc MiG nào hôm đó cất cánh, mà chính là tên lửa. Cho nên chúng tôi giữ bí mật, trong nội bộ chúng tôi nói không có được nói, không có được cải chính gì hết, và báo cáo với anh Giáp. Anh bảo ừ, nhất trí, đồng ý, nhất trí với các cậu, cứ nói MiG thôi, không có được nói tên lửa, bí mật. Thất bại trên chiến trường miền Nam và cuộc tập kích chiến lược bằng không quân ở miền Bắc, bị cô lập chính trị trên thế giới và ngay trong lòng nước Mỹ. Vì thế, ngày 27 tháng Giêng năm 1973, tập đoàn Nixon buộc phải ký Hiệp định Paris về Việt Nam, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước Việt Nam, rút quân Mỹ về nước. Đoàn này làm ê ẩm giới quân sự hiếu chiến, thành vết thương, thành hội chứng Việt Nam. Người Mỹ phải chữa trị mất 1/3 thế kỷ mà vẫn chưa lành. Mỹ cuốn cờ về nước với hàng vạn lính chết trận nên còn cây cú, tiếp tay cho Nguyễn Văn Thiệu đẻ ra quái thai Việt Nam quá chiến tranh, thực chất là thay đổi màu da của xác chết. Chiến lược cố đấm ăn xôi này làm cho Mỹ ngụy càng thêm thất bại.